Hello, chào các bác, quay trở lại với số phạm huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Đừng quên cho em xin nút like nhé. Cái này 25 đúng không? 25. Đọc giá luôn. 25, Phương ơi. Cái này là 40 này. Cái này. Cái này lấy đủ bộ cho anh. Cái này là 10 à? Cái này là 15. 15k một cái bàn chải này các bác nhá. 15.000 một cái bàn chải này. Đấy. Đây các bác lên cho em là bàn chải cầm tay nhá, bàn chải cầm tay như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ xoong nồi rồi nói chung là đa di năng được luôn. Đấy, tắm rửa kỳ cọ chân tay rất là sạch luôn. Đấy, cầm như này, rất là tiện nhá. 15k một chiếc, mua 3 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 3 cái 40.000. Lên cho em là bàn chải cầm tay này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa của Nhật nhá. Đấy, đũa đen của Nhật như này. À, đũa này thì bên shop bán là 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Đũa được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng. Đấy, đây. Được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng này, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống vi khuẩn nhá. Giá thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, lên thì em là đũa Nhật 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 4 cưa kéo này. Đấy. Cái bán lẻ bao nhiêu? Bộ 4 cưa kéo như này, nếu mua combo 4 món thì giá của nó sẽ là 160.000. Đấy, mua lẻ thì con kéo cắt cành này thì sẽ là 70k này. Đó. Con cưa gấp trắng đen này thì sẽ là 50.000 này. Đó. Con cưa lách thì sẽ là 40k nhá, 40k. Và con kéo tỉa 25 này thì tỉa 25 này thì sẽ là tỉa 20 bao nhiêu? 50.000, lấy cái tỉa 25 luôn, 50.000 nhá. Đấy. Các bác mua lẻ thì nó rất là đắt, còn mua combo thì giá chỉ có 160.000 thôi. Combo sẽ là 160.000 cho một cái bộ 4 món như này. Đấy, bộ 4 món như này. 1 này, 2 3 4 món. 4 món sẽ có là giá là 160.000. Đấy, còn mua lẻ thì con kéo hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan hết. Con kéo cắt cành này sẽ là 70.000 này, 70.000. Đấy, con cưa gấp đây. Cưa gấp trắng đen cũng hàng của Nhật luôn. Đó, Japan các bạn này. Đây. Con này thì sẽ là 50.000 nhá. Dài là 30 cm. Đó, 50.000. Đấy, tiếp theo là con cưa lách 40.000. Đấy, 40.000 cho con cưa lách như này. Đây, Japan các bác này. Đó, đều hàng của Nhật hết nhá. Cưa lách 40.000. Và con kéo tỉa 20 cm, dài 20 cm này, con này cũng là 50.000 luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái súng xịt cái này nó sẽ là súng xịt nước nhá. Đấy, súng xịt nước giá sẽ là 150k trong con súng xịt nước như này. 150.000 cho một con súng xịt nước như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi cọ rỉ nhá. Đấy, con này thì các bác để đánh kỳ cọ rỉ nó sẽ là bằng thợ xếp sợi thép vàng như này. 15k trong cái sợi cọ chổi cọ rỉ như này nhá. Kỳ cọ rỉ sét hoặc là các bác đánh rêu, đánh giếc mọi thứ đều ok hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây thít nhá. 25.000 cho một bịch này. Một bịch này sẽ là 250g. Nó sẽ có kích thước là 40 kích thước của nó sẽ là đi 25 20 25 và 30 nhá. Chiều dài của nó này sẽ là 20 25 30. Đấy, đều là 250g đấy. Lên cho em là dây thít nhá, dây thít. Đó, cái này em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay bằng tay nhá. Con này thì các bác 245.000 cho con máy xay bằng tay như này. Đấy, con này các bác dùng để mình xay gọi là xay các loại đều ok hết nhá. Đấy, xay các loại đều ok hết đây. Các bác có thể đưa trực tiếp vào cốc hoặc là vào bình là mình bật điện lên là mình xay thôi. Rất là tiện luôn. Máy xay nhá. Lên cho em đó là máy xay cầm tay 245.000. Đây, nó có cái đầu nghiền vào đây, nó sẽ có bánh con đây. Rất là tiện các bác này. Đấy. Nó sử dụng bằng điện nhá. Đây các bác này, sử dụng bằng điện như này. Đấy. Các bác chỉ cần cắm điện vào, nhấn nút cho em là xong. Và đây nó sẽ có cái cánh chém như này. Khi rửa vệ sinh nó rất là dễ. Các bác muốn xay các cái loại hoa quả trái cây chỉ cần đưa vào cốc cái là xay là xong. Giá thì sẽ là 245.000, sử dụng điện 220V nhá. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước và dùng nó tiện ích ạ. Các bác dùng máy xay sinh tố thì mình đi rửa giấy nó rất là phức tạp lằng ngoằng, mất công, nhưng con này thì dùng rất là tiện luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái áo mưa các bác này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái áo mưa như này. Bộ quần áo mưa nhá. Đấy, cả bộ như này luôn. Cả bộ như người ta mặc trên hình này này. Đấy, chỉ có một bộ thôi. Cái này chụp nó cả hai nhưng này chỉ có một bộ thôi nhá. Một quần một áo nhá. Một quần một áo như này, bộ quần áo mưa. Đó. Combo của nó là sẽ là một quần một áo như này nhá. Một quần một áo như này. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, thương hiệu Tú Phong nhá. Đó. Giá thì sẽ là 195.000 nhá, bộ quần áo mưa. Giá sẽ là 195k. 195k cho bộ quần áo mưa như này nhá. Bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm, nó là cái mũ nồi nhá. Đấy, mũ nồi bên em có hai màu, đó là màu đen và màu nâu như này. Đấy, màu đen và màu nâu cho cái mũ nồi rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái mũ nồi như này nhá, 100k cho con mũ nồi như này. Đấy, đội vào thì rất là ôm form, ôm dáng đẹp. Đây em đội thử cho các bác xem luôn. Đó, trực quan. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là đẹp luôn, ôm form, ôm dáng cực kỳ tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn, các bác thấy chưa? Đó, 100.000 nhá, 100.000 cho con mũ nồi da như này. Ở đây thì có hai màu, màu đen và màu nâu, 100k một chiếc. Chất liệu bằng da các bác nhá. Đó, chất liệu bằng da rất là đẹp luôn. Đấy, ôm form, ôm dáng rất là đẹp, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuột không dây nhá. Đấy, chuột không dây. Con này thì nó sẽ sử dụng bằng pin và có kèm pin cho các bác rồi. Đây, có kèm pin cho các bác luôn. Một con chuột không dây như này. Pin con dạng pin con thỏ to và có kèm pin luôn. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đây, tháo con này ra này. Đấy, lắp pin vào đây này. Đấy, lắp pin vào đây. Đó, có sẵn pin cho các bác rồi. Tháo ra lắp pin vào cho em là xong. Đó. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Đấy, bên em có về được có 20 con thôi. Đấy. Chuột không dây rất là tiện luôn. Đây là cái thân chuột của nó này, đây cái chip của nó này. Đấy. Các bác mở cái nắp này ra là nó sẽ có hết luôn. Con này thì cái độ thiết kế của nó rất là ôm tay nhá. Các bác dùng không bị mỏi tay, rất là ôm tay luôn. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây, Logitech này, hàng của Nhật này. Đó. Tem mác đàng hoàng. Con này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn nhá. Xuất đi rất là nhiều nước luôn. Giá thì các bác lên cho em là chuột không dây nhá. Thanh lý cho các bác giá chỉ có cho các bác là 90.000 cho con chuột không dây này thôi. Đấy, hàng nguyên cái khâu đóng gói của nó, hàng của hãng nó đã chất lượng rồi các bạn này. Đấy, chuột không dây xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá. 90k cho cái chuột không dây như này nhá. 90.000 cho cái chuột không dây như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ rổ nhá. Đây. Đấy. Bộ rổ vuông như này nhá. Một cái bộ rổ vuông như này. Giá thanh lý cho các bác sẽ là 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng của nhựa của Việt Nhật này các bác này. Đấy. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, các bác theo. Rất là bền dẻo dai luôn. Combo cho nó sẽ là 3 rổ 3 chậu nhá. 3 rổ 3 chậu 90.000. Đấy. 3 rổ 3 chậu như này. Cứ từng cặp một. 3 rổ 3 chậu đây. Đấy. Lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này, 90.000. Đấy, tiếp theo thì qua lên cho em là cái giấy lau bếp nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái giấy có tẩm sẵn các cái xà bông tẩy rửa rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa tự nhiên nhá, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đây. Đấy. Ví dụ đây em viết cái vết mực ra này, viết cái vết mực ra này. Đấy. Tẩy phát sạch luôn các bác này. Đấy. Các bác thấy không? Đây, tẩy sạch luôn, các bác thấy không? Đó. Tẩy sạch luôn các bác nhá. Thì các bác cứ dùng thì mình tẩy rửa này. Rất là tiện ích cho em luôn. Đó, đây, nó sẽ tẩy ra như này, rất sạch luôn nhá. Giá sẽ là 2. Cái lau bếp này 25 à? Lau bếp này 25 à? 25k nhá. Lên cho em là giấy lau bếp 25.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ thì sẽ là 90.000 cho con máy đọc thẻ như này. Đấy, đây nó sẽ là một thân máy này và một cái bộ thẻ như này. Bộ thẻ thì nó có vài trăm cái thẻ luôn. Đấy, vài trăm cái thẻ luôn. Đây, có cả tiếng Việt tiếng Anh bật nguồn lên cho em này. Đấy. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đây. Bố. Father. Đó, cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, nó rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn, rất nhiều chủ đề khác nhau luôn nhá. Đó, nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ khác nhau để cho các bác, cho các em nhà mình học tập nhá. Có tới là 112 thẻ với 210 ngôn ngữ khác nhau. Đó. Lên cho là máy đọc thẻ, giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. Đấy, máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho máy đọc thẻ như này. Đây, tiếp theo là bộ bao hũ gia vị nhá. Một cái bộ bao hũ gia vị như này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60k. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ba cái hũ gia vị như này nhá. 60.000 cho một cái bộ bao hũ gia vị như này. Hàng này thì nó rất là tiện ích các bạn. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái hàng mà đây, mở nắp ra này. Đấy, mở nắp ra này. Đấy. Có cả thìa luôn. Đây. 60.000 cho cái bộ bao hũ gia vị như này. To đẹp các bạn. Đấy. Muối mắm mì chính hạt tiêu các bác cho đây cho em. Đó. Bộ bao hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy thái rau. Con này thì chuyên dùng để thái rau củ quả rất là tiện luôn. Đó. Đây, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em. Lắp đặt vào cho em là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Máy thái rau củ quả nhá. Một cái bộ combo máy thái rau củ quả như này. Giá sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. 100k cho con máy thái rau như này. 100k. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. 100.000. Tiếp
Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ chống nắng nhá. Đấy, mũ chống nắng như này. Đây, mùa nắng các bác đội vào cho em. Đấy, chống nắng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 cho con mũ chống nắng như này. Cái mũ chống nắng này bao nhiêu nhỉ? Đấy, 100.000 đợt này thanh lý cho bác giá còn 70.000 thôi. 70.000 cho con mũ chống nắng như này này các bác này. Đấy, cái này là các bác bịt mặt đằng trước này. Đấy, còn cái này nó sẽ trùm vào đằng sau này. Chống nắng cực kỳ tốt luôn. Giá 100 thanh lý còn 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá, 25.000. Đấy, bếp ga nào cũng vừa hết, các bác chỉ cần đặt vào cho em là theo nó cái khớp như này là xong. Đặt vào thì nó sẽ vừa là chắn gió vừa là giữ nhiệt, cho cái nhiệt nó đẩy hết lên nồi thì khi các bác đun nấu nó sẽ rất là ngon lành và sạch sẽ nhá. Đấy, ngon lành sạch sẽ, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó dạng như là nó giữ nhiệt tốt hơn, đun nấu nó nhanh hơn đó nhá, đun nấu nó nhanh hơn. Đấy, đây em sẽ cho các bác xem trực quan cái máy thái rau của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Máy thái rau củ quả. Đây các bác này. Đấy, các bác lắp vào này. Đấy, đây là sử dụng thực tế luôn nhá. Đó, rất là ngon luôn. Các loại rau củ quả nhá, rất là tiện luôn. Đấy các bác theo. Rất là tiện luôn nhá. Các loại rau củ quả đưa vào được hết. Thái lát, thái sợi. Đấy, các loại lưỡi của nó đây, các bác lắp vào cho em là xong. Vệ sinh dễ dàng các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này. Ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Nhớ cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũ cối xanh nhá. Mũ cối xanh hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tuổi đời của nó từ năm 1966 này. Công ty này của nó tương đối là lâu đời rồi, 1966 đây. Mũ cối xanh cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Bút của anh đâu rồi? 130.000 cho một con mũ cối xanh như này nhá. Lên theo là mũ cối xanh, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp trà sâm đây. Đấy, một cái hộp trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng xách tay từ Hàn Quốc về nguyên đai nguyên kiện như này, made in Korea, 220.000 một hộp nhá. 220.000 một hộp. Đấy. 220.000 một hộp. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá, 220.000 một hộp. Đây, trà sâm của Hàn Quốc này. Đó. Hàng này thì sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói như này, hộp 100 gói này. Đấy, đây là cái trà của nó thì các bác có thể pha nước hoặc là sử dụng ăn trực tiếp luôn. Đấy, tốt nhất thì cách sử dụng là mình nên ăn trực tiếp là xong nhá. Đấy, các bác dốc thẳng vào mồm mình ăn trực tiếp luôn, hoặc pha nước uống cũng rất là ok. Nó gọi là trà sâm nhá, của Hàn Quốc. 220.000 một hộp 100 gói, hàng made in Korea. Đây, made in Korea, mã tem mã vạch đàng hoàng, chống hàng giả hàng nhái, ok nhá. 220.000, lên tem là trà sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cặp học sinh nhá. Đấy, chuẩn bị vào đầu năm học rồi thì các bác mua sắm những cái đồ học sinh cho các em nhà mình. Đây là một cái cặp chống gù lưng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng là thiết kế theo kiểu đứng chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó. Thiết kế theo kiểu đứng như này thì nó sẽ là chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó, và bỏ thì rất là rộng như này thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ không bị gọi là không bị quăn mép sách nhá, quăn mép sách rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 120.000 thôi. 120.000, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà cho con em nhà mình. Đây. Đấy, rất đẹp luôn các bác này. Đấy, chống gù lưng nhá. Lên cho em là cặp chống gù lưng, giá sẽ là 120.000. 120.000 cho con cặp chống gù lưng này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Các bác lên cho em là túi nam 110.000 cho một con túi nam như này, 110.000. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là túi nam 110.000 nhá. Đấy, rất là đẹp này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi học, đi phượt, đi làm đều ok hết. Đây, nó cũng khá là nhiều ngăn luôn thì con này cũng rất là tiện. Đây, 110.000 cho con túi nam như này. Đây nó sẽ có một ngăn to này, một ngăn nhỏ, hai ngăn nhỏ này. Đấy, và một ngăn đằng sau nữa. 110.000, chiều cao khoảng 25, chiều rộng khoảng 20, và của nó sẽ là cái dòng chiều ngang của nó vào khoảng là banh nha, khoảng 10 cm nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 100.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này, mỏ hàn thiếc. Đấy, con này có điều chỉnh nhiệt độ này. Có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác nhá. Để nhiệt độ từ 200 lên tới 450 độ C, có điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy, dây cắm nhiếc của nó này có điều chỉnh nhiệt độ này. Và tặng kèm các bác sẽ bao gồm cho các bác là đi một cái bộ 5 mũi thay này,
bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một cái hộp một bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một hộp nhựa thông. Đấy. 1 2 3 4 món như này, tổng là 4 món nhá. Đấy, một mỏ hàn, 5 mũi thay, một thiếc, một nhựa thông, giá chỉ có 100 cành thôi. 100k nhá. Lên cho em là mỏ hàn thiếc 100.000 nhá. Mỏ hàn thiếc 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là khăn lau bếp nhá. Đấy, 30.000 cho một bịch như này. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000 một bịch như này. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp nhá, 30.000 một bịch 10 chiếc. Đấy. Chiều rộng của nó thì sẽ là 20-20 nhá, 20-20. Đấy, bằng bông tự nhiên. Con này các bác có thể dùng để mình lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều được hết. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp. Giá sẽ là 30.000 một bịch này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt. Cái này thì về nhà các bác đấu trực tiếp vào cái tháo quạt ra và đấu trực tiếp vào các cái chân cắm quạt cho em. Đấy, thì ở đây nó sẽ có, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là cách đấu điều khiển quạt nó sẽ ra. Thì các bác đấu các loại quạt cho em, quạt trần này. Đấy, nói chung là các loại quạt thì có tất cả các cái công, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là xong. Đấy, là nó sẽ ra cái cách đấu cho các bác luôn, rất là tiện ích thôi. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 50 cành thôi. Quạt cây này, các loại quạt nói chung là được hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển quạt nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một con điều khiển quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba hũ gia vị như này nhá. Bộ ba hũ gia vị như này. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này các bác nhá. 60.000. 60.000 mà được tới 3 chiếc luôn. Hàng nhựa cực kỳ chất lượng nha bác luôn, nhựa nguyên sinh như này. Khi mà các bác sử dụng thì mình chỉ cần lấy tay ật như này thôi. Đấy, có xìa múc, xìa rất là dày dặn luôn. 60k. Cái này thì chiều cao của nó vào khoảng 10 cm, chiều rộng vào khoảng 7 cm. Đó, rất là ngon lành như này. Lên cho em là hũ gia vị nhá. Đấy, cả một vỉ đẹp như này bao gồm là 3 hũ nhá, giá 60.000 thôi. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo vàng nhá. Kéo vàng. Giá bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 chiếc kéo vàng như này. Và bán thanh lý cho bác 100.000 bốn chiếc luôn. 100.000 cho bốn chiếc kéo vàng hàng nội địa của Nhật, thép SK5 Japan này. 100.000 cho bốn chiếc nhá. 100.000 cho bốn chiếc kéo vàng như này. Hàng thì giá cực kỳ hấp dẫn, hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao vàng nhá. Đây, con dao vàng như này. Con này thì hàng siêu sắc bén cho bác luôn. Hàng này thì rất là bén nhá. Đây các bác này. Đấy. Hàng rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Rạch đi bóng còn đứt này. Đấy. Lên cho em là dao vàng nhá. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì cũng giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có, con dao vàng này bao nhiêu nhỉ? Dao vàng này. Con dao vàng này. 20.000 cho một con dao vàng như này nhá. Lên cho em là dao vàng 20.000 này. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu kẹo sâm nhá. Đấy, kẹo sâm của Hàn Quốc đây. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây. Đây, các cái tập đoàn của Samsung các thứ này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, một gói của nó thì nó sẽ là vào khoảng 500g nhá. Hàng của Hàn Quốc, made in Korea luôn. Con này thì của nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên sâm như này nhá. Đấy, giúp cho các bác là lái tàu, lái xe này, hoặc là người cơ thể mệt mỏi này, ốm đau mới dậy này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Hoặc các bác có thể dùng trà sâm này. Trà sâm thì sẽ là 220.000 một gói. Còn là kẹo sâm thì sẽ là 90.000 một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chống viêm, níu viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá của nó sẽ là 25.000 một vỉ, bao gồm 2, 4, 6 chiếc luôn. 2, 4, 6 chiếc. 25.000 cho 6 chiếc bàn chải như này. Giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một hộp bút như này. À, một con cân treo như này nhá. Cân treo 70.000 một chiếc này. Đấy, 70.000 trong chiếc cân treo điện tử như này. Đấy, con này thì nó sẽ kèm một viên pin nhá. Còn hết pin thì các bác ra hiệu sách mua cho em. Đấy, ra hiệu sách mua cho em rất là rẻ thôi. Đấy, và các bác chỉ cần lắp vào này cho em. Lắp vào này cho em, sau đó thì mình bật lên này. Đấy, bật lên cho em là xong. Đó. Nếu mà các bác lắp mà nó chưa đúng chiều thì các bác đảo chiều lại cho em nhá. Đảo chiều lại cho em cho nó đúng chiều pin là ok. Đó. Các bác có thể đảo chiều pin lại cho nó đúng chiều nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 70.000 cho một con cân treo như này thôi. 70k cho một con cân treo như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, nếu lắp chung đúng chiều pin thì các bác đảo lại cho em là ok. Đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, số là số hiển thị điện tử như này. Đấy, mắc của nó thì được 50 cân nhưng các bác cứ cân cho em là 2 30 cân là ok. Đây. Đấy, nó có quai đeo như này các bác này, số điện tử luôn nhá. Đây. Đấy, nó sẽ báo cân các bác này. Đó, thấy không? Các bác thấy không? Rồi. Đấy, giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70.000 cho một con cân treo như này. 70k cho một con cân treo như này nhá. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đấy, và các bác là dùng để mình đi câu đi kẹo này, đi câu đi kẹo, hoặc là các bác nói chung là dùng vào công việc gì cũng được, nó rất là tiện. Đây. Đấy, đây là cái lẫy pin của nó này. Đây là cái lẫy pin của nó đây. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó.
đi câu đi kẹo hoặc là các bác dùng vào công việc gì cũng được, nó khá là phù hợp để cho các bác sử dụng thôi. Lên cho em là cân treo nhá, giá của nó sẽ là 70.000 cho con cân treo như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên cho em là đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa. Đây, nó sẽ bao gồm là một con đầu chuyển như này và ba lưỡi này. Các bác có thể dùng để cưa sắt, cưa thép rồi cưa gỗ đều được hết 70.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Cái đầu chuyển cưa như này giá chỉ có 70. Đây các bác này, các bác có thể dùng để cắt sắt này hoặc là cưa gỗ này đều ok hết nhá. Các bác cứ lắp ráp vào cho em là xong. Đấy, lắp ráp vào máy khoan cầm tay nhá. Đấy, cắt sắt cưa gỗ, nói chung là sắt thì sẽ không ngọt bằng cưa gỗ đâu. Chủ yếu thì các bác dùng để cưa gỗ thì sẽ là ok hơn. Đấy. Lắp vào cho em rất đơn giản thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 thôi, 70.000 cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này là rất là hợp lý rồi các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đây nó sẽ là một sen như này, tặng kèm cho các bác là một dây và một cái đầu cao su như này, đầu cao su như này các bác này. Đấy, đầu cao su như này thì các bác dùng thì tắm thì mình sử dụng cái đầu cao su này mình kỳ cọ luôn. Đấy, có đóng ngắt trên tay này và có điều chỉnh nấc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay các kiểu con này điều luôn, có điều chỉnh tăng áp như này. Giá thì sẽ là 80.000 cho cái bộ sen cao su như này nhá. Đấy, lên cho em. Lên cho em là sen cao su, giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho cái bộ sen cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi nhá. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. 30 lưỡi, một bàn cạo và một lọ thuốc như này. 31 lọ kem để chống rát nhá. Một lọ kem chống rát, một bàn cạo và 30 lưỡi kép như này nhá. 30 cái lưỡi kép như này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000, 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem. 55.000 mua một lần dùng cả năm luôn. Các bác cứ mua cho em một lần mình dùng cả năm luôn ok. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn phễu nhá. 90.000 cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn. Đấy, 90k thôi. 90k trong con đèn phễu như này, có kèm quai đeo cáp sạc đầy đủ cho các bác luôn. Rất sáng các bạn. Đấy, rất sáng luôn. Đây. Đấy, con này thì nó về theo lô, có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng nhá. Đây. Ánh sáng vàng thì các bác dùng nó cũng rất là thật luôn. Đây. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá là 90k. Đấy. Có cả cổng sạc. Đây, cổng sạc vào đây, cổng sạc vào và có báo pin luôn nhá. Có báo pin. Lên cho em là đèn phễu. Giá sẽ là 90.000 cho con đèn phễu như này. 90k cho một em đèn phễu như này nhá. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5 nhá, cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Cân được 5 cân các bác dùng trong nhà bếp cho em. Nhà bếp để mình cân thực phẩm, đồ ăn, thức uống, nói chung là cũng cân được đa chức năng nhá. Giá thì sẽ là 90.000. Đấy. Ở đây thì có sẵn pin luôn. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy. Lô này về thì lại có pin nhá, có sẵn pin như này. Các bác lắp pin vào cho em. Đấy, 90.000 một con cân như này thôi. Có số điện tử như này, có báo pin này. Đấy, điện tử báo pin biết đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đây, tháo pin ra lắp vào. Bên em bán thì có lô có pin, có lô không có pin nhá. Hàng về tùy theo lô thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Lên cho em là cân 5 nhá, để các bác để trong nhà bếp mình cân kẹo này, rất là ok luôn. Số điện tử như này nhá. Đây. Đấy, em đặt con dao này lên này. Đấy, đặt con dao này lên. Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Thì khi mà các bác lắp pin vào mà nó không chạy thì các bác điều chỉnh cho em chế độ này, về chế độ là gam nhá. Về chế độ là gam là xong. Đó. Bật này, tắt đi bật lại này. Đấy. Tắt đi bật lại cho em. Đó. Đây. Các bác cứ tắt đi bật lại cho em. Đó, sau đó thì mình để thăng bằng cho em, sau đó thì chuyển cho em về chế độ gam. Đây các bác này. Đấy, đây. Nó rất là nhiều chế độ nhá, nó rất là nhiều chế độ luôn. Thì các bác để cho em chế độ gam này. Đấy, nó có âm dương rồi rất là nhiều chế độ. Thì các bác cứ để chế độ cho em là xong. Đây, đấy, đây. Con này là 2 gam này các bác nhá. Đó, này số này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì lên cho em là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000. Cân 5 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình trà nhá. Đấy, đây là cái bình trà inox. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng nhá. Bình trà inox 4 lạng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130.000 thôi. 130.000 cho con bình trà inox 4 lạng như này. Rất tiện ích luôn. Hàng to đẹp, các bác có thể dùng để đựng đựng trà, đựng cà phê, đựng ngũ cốc, đựng các loại hạt đều ok hết chứ. Đấy, rất tiện ích luôn. Đựng được bình trà 4 lạng, hàng nội địa của Nhật này. Đó, inox 304 nhá. Bình trà inox giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái
hút bụi chạy bằng pin nhá, hút bụi chạy bằng pin như này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn các bạn ơi. Đấy. Hút rất là khỏe luôn. Hút rất khỏe luôn các bạn thấy không? Đó. Hút rất là khỏe luôn. Cả hút cả thổi luôn nhá. Cả hút cả thổi luôn. Đầu này thì hút này, đầu này thổi này. Đó. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan 170.000. Lên cho em nó hút bụi chạy bằng pin. Giá sẽ là 170k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ sạc nhanh nhá, 150.000, 150.000 cho con ổ sạc nhanh như này bác này. Bao gồm là 1 2 3 chân cắm này, 2 chân USB và một cái đầu để các bác dùng để sạc nhanh như này. Giá sẽ là 150.000 nhá, 150k. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh, 150.000 cho cái ổ sạc nhanh như này, 150k nhá. Đấy, 150.000 cho con ổ sạc nhanh rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã sản phẩm đó là con máy đuổi chuột nhá. 35.000. Nước đã. Ừ, 35.000 cho con máy đuổi chuột như này nhá. Rồi ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em về cho bác đó là bên shop về cho các bác một cái con máy này. Đó. Con này nó sẽ là một cái dòng đây. Máy xay tiêu nhá. Đây nó sẽ là một con máy xay tiêu tự động các bác nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là sử dụng 6 quả pin con thỏ nhỏ như này. Bên em bán là không có kèm pin đâu. Đấy, 6 quả pin con thỏ nhỏ về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Sau đó thì mình lắp cái phần này vào này. Đấy, lắp cái phần này vào. Đây, ở đây thì nó có cái mũi tên này các bác sập vào cho em này. Và cái phần thủy tinh này là để các bác lắp tiêu vào đây nhá. Lắp tiêu vào đây. Đó, các bác cho tiêu vào đây cho em. Cho tiêu vào phần thủy tinh này và nó sẽ chảy xuống đây và nó sẽ xuống cái đầu có đèn này. Thì nó sẽ là hàng tự động không nhá. Bình thường các bác để đứng như này thì nó sẽ không chạy này. Các bác lật nghiêng như này là tiêu nó rơi xuống và nó sẽ tự xoay và tiêu nó sẽ văng ra ngoài này. Rất tiện luôn. Đấy, khi nào các bác dùng nhá, khi nào các bác ăn thì các bác chỉ cần là nghiêng như này thôi là nó sẽ tự xay và nó chảy ra ngoài. Thì lúc nào nó cũng giữ được mùi hương, hương vị thơm và ăn đến đâu xay đến đấy. Nghiêng như này là nó sẽ rơi ra này. Đấy, dựng đứng lên là nó tắt này. Nghiêng này nó sẽ tự xay nó rơi ra. Đó. Con này thì giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy, một con máy xay tiêu chất lượng như này. Đấy, bên trên thì bằng inox, bên dưới bằng thủy tinh nhá. Máy xay tiêu giá sẽ là 80k cho con máy xay tiêu như này nhá, 80.000. Đây, các bác xem cái video thực tế của em luôn. Đó. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem nhá. Nếu trong diện đất của cái mẹ với động cơ dùng 6 pin mạnh mẽ, máy có thể xay nhuyễn các loại gia vị khó nhằn như muối hột một cách dễ dàng. Đấy, và nhanh rất là ngon luôn các bác nhá. Dễ dàng, thao tác cực đơn giản, chỉ cần cho gia vị cần xay vào trong ổ đông và lắp vào thang máy. Đấy, các bác cho gia vị vào cho em này, xong đó thì lật nghiêng lên là tự nó sẽ đẩy tiêu ra này. Đấy. Đều không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức, mọi người có thể tham khảo ở dưới giỏ hàng nha. Đó, đây. Đây, ở đây họ đang bán là tới 229.000 này các bạn. 229.000 mà bên shop em bán chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 thôi nhá. Đây. Đấy. Máy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, lật nghiêng này là sẽ nó sẽ xay này. Có cả tia cực tím để khử khuẩn các thứ luôn, rất là an toàn nhá. Đấy. Giá chỉ có 80 cành cho một con máy xay tiêu này thôi. Tiếp theo thì bên shop có một số mã thanh lý này. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là con hút bụi thảm này. Đấy, con hút bụi thảm. Con này bên em đang bán là 280.000. Đấy, con này thì nó sẽ là mất hộp, thanh lý cho các bác với giá đó là 150.000 nhá, 150.000. Hàng bị mất hộp nhá, hàng mất hộp thanh lý 150.000. Còn con này bên em đang bán nguyên bản của nó sẽ là 280.000 cho một con máy hút bụi giường như này. Đấy, hút rất là khỏe luôn các bác nhá. Hút rất là khỏe luôn. Đó. Con này bán thanh lý 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop có con máy cạo râu Zandu này. Con này thì em đang bán với cái giá đó là 90.000. Con này thanh lý nốt cho các bác. Đấy. Hàng này thì thanh lý cho các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho con cạo râu Zandu thanh lý này. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là một cái con sạc không dây này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Hãng RAV Power này. Đó. Hàng này thì sạc không dây các bác chỉ cần cắm nguồn vào cho em, sau đó thì đặt cái điện thoại lên đây. Đặt điện thoại đây là nó sẽ tự sạc nhá. Con này thì giá thanh lý cho bác con này là 250.000, thanh lý cho bác 150.000 cho con sạc không dây như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Sạc không dây thanh lý nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đèn đọc sách này. Đấy, đèn đọc sách như này. Là bằng cảm biến này các bác này. Đấy, cảm biến như này. Có 1 2 3 chế độ như này nhá. Lên cho em là đèn đọc sách này. Con này là 150.000, cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 100.000 cho con đèn đọc sách như này. Có một con duy nhất thôi, có 3 chế độ sáng. Các bác kẹp vào quyển sách như này cho em, sau đó thì mình gập vào như này. Đấy, các bác nhau có tí tuổi rồi thì dùng con này rất là thích. Đấy, giá sẽ là 150.000 cho con đèn đọc sách như này nhá. Và một cái bộ củ sạc như này nhá, bộ củ sạc của Samsung Type C như này.
Đấy, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 30.000 cho cái bộ củ sạc như này, bao gồm cả củ cà dây như này, 30.000 các bác nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông cửa, chuông báo trộm nhá, chuông báo trộm. Đấy. Con này thì các bác chỉ cần bật lên cho em này, đấy bật lên. Đấy mình để như này, bình thường thì nó sẽ là không kêu, và khi mà mình tách rời nhau ra thì nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cái quả pin về nhà các bác lắp, tháo cái phần cản pin này ra cho em này. Ở đây nó sẽ có cái phần cản pin, tháo ra cho em. Đó, tháo ra. Đấy, và các bác sử dụng thôi. Đấy nha, các bác để vào như này này. Để vào này thì nó sẽ không kêu này. Đấy, bật lên cho em này. Đấy, để này thì sẽ không kêu. Bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Đấy, thì khi mà mình dán vào hai cái mép cửa nhá, dán vào hai mép cửa. Đó, buổi ban đêm trộm nó chỉ cần là kéo cửa ra cái là nó kêu luôn. Đấy. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Kêu rất là to luôn. Đó. Thì khi mà trộm nó thấy cái tiếng kêu này là nó sẽ bỏ đi luôn. Đó. Thì lên cho em là chuông báo trộm nhá, chuông báo trộm. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 30.000 cái chuông báo trộm như này nhá. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30k ra cái chuông báo trộm như này, 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái găng tay thức ăn này. Đấy. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc, chất liệu của nó là ni lông lụa nhá. Ni lông tinh lụa. Đấy. Rất là mềm và dẻo dai thì tay đàn ông của em to như này mà đi cũng vẫn vừa hết nhá, và rất là ôm tay luôn, thì các bác cứ đi vào cho em là xong. Đó, các bác đi chậm rãi vào cho em là xong. Đó đây các bác này. Đấy. Ni lông lụa rất là ôm tay luôn, thì các bác có thể dùng để mình bóp nem, bóp nộm làm thực phẩm, làm thức ăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. Găng tay thức ăn giá sẽ là 20k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khăn mặt này. Khăn mặt một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc. Giá sẽ là 55.000 nhá, 55k cho một bịch 10 chiếc như này. Và mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái nhá. 20.000 cho 20k. 20k là được ba cái thôi, còn 55.000 một chục luôn, 55.000 một chục các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn thiếc nhá. Mỏ hàn thiếc. Tên cho em là mỏ hàn thiếc xanh này, mỏ hàn thiếc xanh như này. Công suất của nó sẽ là 60W, có điều chỉnh nhiệt độ nhá. 60W có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác luôn. Đấy, và có kèm cho các bác là một bộ mũi thay này, một cái quận thiếc và một hộp nhựa thông như này, combo đầy đủ cho các bác. Giá thì sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Lên cho em là mỏ hàn thiếc giá sẽ là 100k nhá, 100k cái bộ mỏ hàn thiếc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mũ này. Đầu tiên thì nó sẽ là mũ đại bàng nhá. Có mũ đại bàng này thì giá của nó sẽ là mũ đại bàng bao nhiêu nhỉ? 90.000 cho cái mũ đại bàng như này nhá. Đấy, mũ đại bàng này. Hàng của Mỹ các bác nhá, hàng của Mỹ, mũ đại bàng rất là đẹp luôn, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái mũ xanh và mũ dàn di nhá. Mũ xanh và mũ dàn di. Đấy, hàng đều của Mỹ hết, USA của Mỹ này. Mũ xanh và dàn di này thì đều giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 một chiếc. Đấy, còn mũ đại bàng thì nó sẽ đắt hơn một chút. Mũ đại bàng thì 90.000, còn mũ xanh và mũ dàn di thì đều là 65.000 một chiếc nhá. Các bác lấy mũ nào thì lấy nhá. Đó. Hàng thì đội ôm form ôm dáng rất là đẹp luôn. Hàng của quân đội Mỹ. USA, đấy, USA Army. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gấp nóng này. Đấy, cái này thì các bác gấp thực phẩm, gấp thức ăn, chiên, rán, xào, nấu đều được hết. Giá thì sẽ là 30.000 cho cái gấp nóng như này. Đấy, lên cho em là gấp nóng, giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Đấy, hàng bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. 30.000 cho cái gấp nóng như này các bác nhá. 30.000 để các bác gấp chiên, rán, xào, nấu, rán cá, rán kiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy. Đồng hồ đo vôn ampere này, các bác về chỉ cần bật lên cho em là xong. Đấy. Đồng hồ vôn kế nhá, lên cho em là đồng hồ vôn kế. Con này thì các bác đo vôn, đo ampere rồi đo các kiểu đo được hết nhá. Đấy. Con này thì giá chỉ có 100 cành thôi, 100.000. Có sẵn tích hợp pin cho các bác rồi, sẵn tích hợp pin rồi. Đó, và có cả đầu đo như này. Về nhà các bác đo vôn, đo ampere các thứ đều ok hết, giá chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế. Giá sẽ là 100.000. Đấy, có sẵn dây đo các thứ đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này giờ cho vào đây à. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Đấy, bộ gắp bát đĩa combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là 3 món này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một cái gắp như này. Đấy, một cái gắp này các bác có thể kẹp vào bát, kẹp vào đĩa thì mình ngửa lên, kẹp bát thì mình úp xuống này. Còn cái này chuyên để gắp đĩa này, gắp đĩa và gắp cái khay nóng hấp này. Đó, và có cho các bác là hai cái lót tay như này nữa nhá, hai cái lót tay này nữa. Giá thì sẽ là 50 cành. 50 cành cho cái bộ gắp bát đĩa như này, cái kia là gắp nóng còn cái này là gắp bát đĩa nhá. Đấy, thì con này sẽ là đa di năng hơn.
lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000 cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đó, các bác dùng tay như này thì rất dễ đổ vỡ nhá. Đấy, gắp bát gắp đĩa rất là ngon lành luôn. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, bộ gắp bát đĩa giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái các bác lên cho em đó là đầu, các bác lên cho em là đầu phun thuốc nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái xi lanh như này để các bác bơm này. Đó, về nhà các bác có chai Coca, chai nước lọc rồi các cái loại chai đều vừa hết. Cái gioăng này nó là gioăng phổ thông nhá, cái gen này là gen phổ thông vừa hết luôn. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu cái gen cho em, đầu cái chai Coca, chai 7 áp cho em, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đây đây, nó sẽ có đầu bét để các bác điều chỉnh để mình tưới cây phun xương này. Đó, giá sẽ là 35.000. Các bác khỏi phải mua một cái bình to rất là bất tiện nhá. Đấy, phun phun thuốc trừ sâu này, tưới hoa, tưới lan đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là đầu phun thuốc nhá, đầu phun thuốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, cái giá đó là 35.000 trong cái đầu phun thuốc như này, 35k trong cái đầu phun thuốc như này, rất là tiện luôn. Đấy, giá chỉ có 35k thôi. Về nhà lúc nào mà các bác lắp vào cái chai Coca. Đấy, đây các bác này, về nhà các bác lắp vào cái chai Coca cho em. Đó, cái chai Coca này là vừa in luôn. Đấy, xoáy vào. Sau đó thì mình bóp như bình thường. Đó, đẩy như bình thường để lấy khí này. Sau đó thì mình xịt thôi. Đấy, các bác thấy chưa? Xịt tưới cây rồi phun thuốc trừ sâu thì nó rất là tiện. Đó, rất là tiện luôn, đầu bét có thể điều chỉnh này. Các bác chỉ cần mua mỗi cái đầu vòi này của em là xong. Mua mỗi cái đầu vòi này thôi, nó tiện lắm. Về nhà sau đó thì về nhà các bác lắp luôn một cái chai Coca, nó tiện hơn nhiều. Mà giá thì ưu đãi hơn, chỉ có 35.000 thôi. Bây giờ nếu mà các bác mua một cái cả một cái bình tưới cây, nó sẽ mất thằng 1 đến 200.000. Đấy, mà đã không tiện ích. Còn cái này nhỏ gọn, các bác dùng xong thì mình có thể cất đi. Đó, rất tiện luôn. Đấy, một cái đầu đầu phun thuốc như này, lên trên là đầu phun thuốc, giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000, đầu phun thuốc này, 35k thôi. Đầu phun thuốc, giá rất ưu đãi cho bác luôn. Đầu phun thuốc, giá sẽ là 35k nhá. 35k cho cái đầu phun thuốc như này. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn, ổn định điện thế, phòng chống chập cháy. Sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó, thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên máy giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này. Có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá. Chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Nó nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá.
rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước này thôi. Lên theo là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bán cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1 lít rưỡi nhá, hàng 1 lít rưỡi. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bạn này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây các bác này, đấy, rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 một chiếc như này nhá. 30.000 một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau dạ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75k. Thôi được rồi. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000. Hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308 ạ. Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá. Rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn. 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá. Đèn cúc áo này. Giá sẽ là 30 cành cho con đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Rất sáng này, các bác thấy không? 30.000 nhá. Đó. Lên cho em là đèn cúc áo 30k. Có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED mẫu cũ nhá. Đồng hồ LED mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ LED mẫu cũ như này. Có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm. Chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm nhá. Đấy, có dây cắm như này. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá bỏ sang cái thành cái ra. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này. 120.000 cho một con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các theo. Hàng siêu sắc giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho một con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi phải bàn rồi. Siêu sắc bén này. Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này chống đau lưng à, nó gọi là cái gì, cái tựa lưng nhá. Giá là 50 cành. Đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy, còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy, đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây 50.000 cho cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ, thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo. Để mình tựa cái này, nó là cái tựa lưng công năng học, thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này, giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây.
Đấy, dây dài khoảng 1 mét 2 mét 3. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 3 40 nghìn rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90 nghìn thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp. Giá chỉ có 90 nghìn cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó. Giá rất hợp lý nhá, giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40 cành thôi, 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này. Các bác dắt dao vào đây cho em, ngoài ra thì các bác có thể đeo song đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này, hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo song nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác hai cái dòng chai xịt nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là xịt bếp. Con này thì sẽ là 45.000 trên một chai nhá. Đấy. Các bác xịt để mình tẩy các cái vết dầu mỡ vết bám. Đó. Lên cho em là xịt bếp, con này thì sẽ là 45.000 một chai. 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Còn cái chai này thì nó sẽ là xịt nhà vệ sinh nhá. Xịt nhà vệ sinh thì con này của nó sẽ là cái xịt nhà vệ sinh này thì sẽ là 50.000 nhá. 50k cho cái chai xịt nhà vệ sinh như này. 50k. Đó. Thì cái dòng này khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dòng bọt như này các bác này. Đấy, dòng bọt như này. Thì nó giúp cho các bác tẩy rất là tốt luôn. Tẩy sạch các cái cặn bám, vết dầu mỡ với cặn bám. Đó. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tẩy sạch vết dầu mỡ, vết cặn bám, vết canxi nhá. Đó. Con xịt bếp này thì là 45.000, còn con xịt nhà vệ sinh thì sẽ là 50.000. Xịt bếp là màu vàng, còn xịt nhà vệ sinh là màu xanh. Vâng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay hạt nhá, máy xay hạt hay còn gọi là máy xay khô. Đấy, cái này chỉ xay khô thôi, xay các loại hạt nhá, sử dụng điện 220V, rất là khỏe luôn, các bác chỉ cần cắm vào là xay. Có các cái đầu lưỡi xay như này. Đấy, xay hạt, xay khô, xay tiêu, xay điều, xay cà phê, 120k cho con máy xay khô như này nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Cái vòi này thì các bác nối vào cái vòi rửa bát này, hoặc là các cái phần mà vòi rửa chân rửa tay đều được hết nhá. Rửa chân rửa tay rửa bát. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái gioăng này rồi, cái gen xoáy rồi, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đấy, có chế độ điều chỉnh nước một tia hoặc là nước vòi hoa sen. Có lên cho em là vòi nối nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 70k. Đấy, 70k cho cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối này. Vòi nối giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Con này thì sẽ là 55.000 trong cái cà lê nước như này. Giá sẽ là 55k. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng cho em để mình vặn ống nước này. Đấy, mình vặn ống nước này. Độ mở của nó lên tới gần 7 cm. 6/8 này. Đấy. Các bác sửa chữa ống nước thì bắt buộc phải có con này, dùng rất là tiện luôn. Đó. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho con cà lê nước như này, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái bộ sen như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Cả một cái bộ sen như này nhá. Đấy. Đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay luôn. Và có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên với em, ghi giá cho mình cái này. Sen quạt giá sẽ là cái này là bao nhiêu? 90k nhá. 90k cho con sen quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt rỉ nhá. Xịt rỉ hay còn gọi là xịt P7. Đấy. À không, cái này là cái chai vệ sinh điều hòa nhá. Đấy, vệ sinh điều hòa, một cái dòng sản phẩm mới của bên em. Đó, thì các bác xịt trực tiếp vào cái lưới điều hòa như này nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào cái phần cái lưới điều hòa như này thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này, làm thông thoáng điều hòa này, và điều hòa không bị mùi nhá. Đấy, lên trang là vệ sinh điều hòa. Con này sẽ là 45.000 cho một chai vệ sinh điều hòa như này. Tiếp theo thì bỏ đây luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
cái vòng gỗ nhá, vòng trầm gỗ đấy, bằng gỗ trầm tự nhiên như này đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? 50.000 nhá. Lên theo là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 50k thì cái vòng trầm gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về tới các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ của thương hiệu Philips, giá sẽ là 170.000 cái tăng đơ Philips như này nhá, 170k đó, 170.000. Mấy cái đôi giày nó bỏ ra đây luôn, mấy cái giấy nó bỏ đây, 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này nhá. Đây là cái đế sạc của nó này đấy, đây cục sạc này. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái cữ này và một cái bộ tăng đơ cực kỳ là ngon luôn đây, hàng thương hiệu Philips cực kỳ là dày dẫn bền bỉ và chắc chắn cho các bác nhá, rất là dày dẫn bền bỉ chắc chắn các bác luôn, rất là ngon các bác này đó. Lên theo là tăng đơ Philips nhá, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này, 170.000 các bác nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 10 chiếc đó, các bác dùng để mình lau kính, lau bàn, lau ghế đều ok hết nhá. Khăn lau kính 50.000 một chiếc, một bịch 10 chiếc. Cái này thì nó thấm hút rất là ấy luôn, thấm hút rất là tốt luôn, cho nên là và bám bụi rất là tốt, khăn lau kính 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo bằng inox 75.000 cho cái rổ vo gạo bằng inox như này, rất tiện này. Các bác dùng để mình vo gạo này, đấy, vo gạo vệ sinh rất là tốt luôn. Ở đây nó sẽ có cái phần nghiêng như này và đặc biệt là cái phần lọc như này, thì khi các bác rót nước ra thì cái gạo nó sẽ không bị chảy ra ngoài, nó lãng phí các bác nhá, và rất là sạch sẽ luôn. Inox 304. Ngoài dùng để vo gạo thì các bác có thể dùng để rửa rau. Đường kính của nó vào khoảng là 25cm, rất dày dẫn chắc chắn. Inox 304 nhá, Su 304 75.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái găng tay lao động nhá. Một bịch này của nó sẽ là 70.000 12 đôi, còn em bán lẻ thì sẽ là 5 đôi là sẽ là 40.000, 5 đôi 40.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED. Đồng hồ LED thì có hai mẫu. Đấy. Mẫu này là mẫu cũ này. Đấy. Đồng hồ LED mẫu cũ. Con này thì giá của nó sẽ là 110.000 cái đồng hồ LED mẫu cũ như này. Đấy. À mẫu mới nhá. Đồng hồ LED mẫu mới là 110.000. Đấy. Còn đồng hồ LED mẫu cũ nhỏ hơn thì sẽ là 140.000. Đây. Con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, thì tùy các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Có hai loại mẫu cũ mẫu mới như này. Đây, con này thì nó sẽ là cái LED mặt gương nhá. Cái này thì sẽ là LED mặt gương này. Còn cái này nó sẽ là LED số này. Đấy. LED này thì nó sẽ có số nổi như này, còn cái con này thì nó sẽ là mặt gương. Đấy, mặt nó trắng gương như này. Đấy, đồng hồ LED cũ là 140.000. Đấy, lên trên là đồng hồ LED cũ nhá. 140.000 một con đồng hồ LED cũ như này. Còn con đồng hồ LED mới này thì sẽ là 110.000, 110.000. To hơn và giá hợp lý hơn. Đó, đồng hồ LED cũ 110.000 các bác nhá. Lên cho em là đồng hồ LED cũ. Giá sẽ là 110.000 cái con đồng hồ LED cũ như này. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân 10 nhá. Đấy, con này thì đợt này về lại có pin. Đó, cân tiểu ly 10. Đấy, con này thì các bác dùng để mình cân đồ nhà bếp này, rồi cân các thứ linh tinh đều được hết, lắp pin vào cho em. Đó, và nó cân được 10 kg. Mặt của nó thì bằng inox như này nhá, cân của Đức nhá. Đấy, lên cho em là cân 10. Giá sẽ là 120.000 cho cái cân 10 như này. 120.000 nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước laser nhá. 90.000 cái thước laser như này. Con này thì chuyên dùng để bao nhiêu đấy? Hả? Đấy, thước laser như này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái tia laser đo dọc và đo ngang. Đấy. Đo dọc ngang và đo góc vuông đầy đủ hết này các bác này. Đó, đây, rất sáng luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là các loại thước này. Đó, các loại thước Livo này. Đấy, rất là sáng luôn các bạn này. Đó, rất sáng luôn. Soi rất là rõ nhá. Ngoài ra thì sẽ có cả thước rút này. Có cả thước rút ra như này luôn. Đấy, có cả thước rút rất là tiện luôn các nhá. Đó, có thước rút luôn. Combo cho các bác như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác mỗi con thước laser như này, giá sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con thước laser như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo nhá. Đây, mắc áo như này. Con này thì của nó bằng nhựa mềm và nó có các cái phần nhựa mềm và nhựa dẻo, dùng rất là tiện luôn, và có các cái phần đai như này khi các bác treo quần áo không bị rơi, và có cả móc luôn. Giá thì sẽ là 75.000 trong chục nhá. 75.000 trong chục móc áo như này, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng này của nó thì siêu mềm siêu dai, như này các bác dùng rất là sướng luôn nhá, siêu mềm siêu dai luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 chục các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
đèn trợ sáng nhá, 40.000 một chiếc như này. Các bác lắp trực tiếp vào xe đạp điện này hoặc xe máy này, có ốc ác các thứ đàng hoàng, 40.000 một chiếc thôi. Đèn trợ sáng, giá sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, lắp trực tiếp vào áp quy nhá, lắp trực tiếp vào áp quy luôn. Đấy, lắp trực tiếp vào áp quy rất là tiện luôn. Đấy, giúp cho các bác trợ sáng luôn, giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu như này. 15.000 một hộp nhá. 15.000 một hộp bao gồm cho các bác là từ 50 đến 100 lưỡi, từ 50 đến 100 lưỡi. Đấy, có lô về thì 50, 70, 80, 100. Đấy, hộp lưỡi câu như này đầy đủ luôn. Các bác tha hồ mình sử dụng nhá. Có cả cước luôn. Cước thì sẽ là 30.000 cho một quận, 30.000 một quận 100m nhá. Còn lưỡi thì sẽ là 15.000 cho một hộp như này. 15.000 một hộp lưỡi câu như này nhá. Lên cho em là hộp lưỡi câu. Giá của nó sẽ là 15k một hộp nhá. Cước ơi. Và đưa cước cho anh. 15.000 cho một hộp mà lưỡi câu như này nhá. Đấy. Và đây là cái cước câu này. Cước câu thì sẽ là 30.000 cho một quận như này, 100m luôn. 30.000 một quận 100m, cước là cước 4 ly của Nhật này. Đấy, Japan này. Cước 4 ly của Nhật 100m luôn. Tha hồ thoải mái đây. Cước 4 ly siêu dài luôn nhá. Đấy, siêu dài luôn. Này thì sẽ là 30.000 nhá. 30k cho một quận cước như này, 30.000 cho một quận cước như này. Đấy, tiếp theo thì bên em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái giày lính nhá, giày lính này. Giày Mỹ nhá. Đấy. Giày lính à? Giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ này, USA luôn. Giày lính Mỹ như này. Đó, đây, USA. 390.000 một đôi, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dùng cực kỳ là ngon luôn, giày này đi thì rất chất luôn. Đấy, chất của nó này. Các bác biết rồi. Đó, chất của nó rất là ngon luôn. Đó, lên cho em là giày lính. Giày lính này, 390.000 một đôi. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Rất đẹp nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu dao G49 nhá. Đấy, con này thì trước bên em vẫn lên mã nó là G49. Đấy, thì con này giá của nó sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là G49 này. Giá sẽ là 150k. Dao thép của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 150.000, hàng của thương hiệu Akatsuki. Đấy, made in Japan các bác này. Đấy. Made in Japan. Con này cực kỳ chất lượng luôn. Cán phần thân của nó thì dày là khoảng là 3 ly. Đó, cân nặng thì khoảng là từ 3 đến 5 lạng. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30 cm. Con này thì chặt gà chặt vịt cực kỳ là đầm tay luôn, khâu đầu như này. Một con dao cực kỳ chất lượng, các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên thì em là G49 150.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Hàng Made in Japan này, đó, kéo cành đúc, hàng Made in Japan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con kéo đúc này bao nhiêu? 120 à? 130.000 nhá, kéo cành đúc 130.000. Con này thì nó sẽ là bằng thép đúc nguyên khối như này nhá, bằng thép đúc nguyên khối. Có dấu chuyện của Nhật này, Made in Japan này, đinh đai, ốc đai cái thứ là bằng đồng hết này. Đó, Made in Japan. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, hàng đúc liền nguyên khối như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Rất sắc bén quá này. Đó, rất sắc bén luôn. Cắt cành to, cành nhỏ đều vừa hết nhá. Có lấy gà như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Kéo cành đúc này. Đó. Kéo cành đúc. Giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút rửa bát. Giá thì sẽ là 70.000 cái hút rửa bát như này, bao gồm cho các bác là một cái hệ thống ống như này này. Đấy, một cái hệ thống ống như này, kèm thêm cho các bác là một cái đầu hút đây. Đấy, một cái đầu hút như này. Đó, giá sẽ là 70.000. Các bác về các bác cắm trực tiếp vào cái vòi và cái bình hút, bình nước rửa bát to ấy, thì các bác dùng nó tiện. Giá sẽ là 70k. Lên cho em là vòi hút rửa bát nhá. Lên cho em là hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k. 70k cái hút rửa bát như này, rất là tiện luôn. Các bác này. Đấy, lắp vào cái chậu rửa bát cho em này. Gàng và tiền dụng đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, quả theo rất là tiện luôn. Cụ bơm hút dầu rửa chén gắn chậu rửa bát rất gọn gàng và tiện dụng đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, giá 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại nhá. Đây sẽ là một cái túi đựng điện thoại như này đây. Đấy, thì các bác đeo vào cái thắt lưng cho em, đeo vào cái dây thắt lưng này, xong các bác bấm ra này, mình có thể đựng điện thoại
điện thoại, giấy tờ, ví tiền đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng điện thoại giá sẽ là 30k nhá. 30k thì cái túi đựng điện thoại như này thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Túi điện thoại, 30.000. Túi điện thoại này 30.000 à? 40k các bác nhá. 40k là cái túi đựng điện thoại như này, 40.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái tất tỉ này. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 dây 10 đôi. Đó, một vỉ như này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Chất lượng thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đó, chất lượng khỏi phải bàn rồi. Đó. Đây, co giãn 4 chiều nha, thấm hút mồ hôi, chống hôi chân, chống các loại luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Các bác lên cho em là tất vỉ nhá. Lên cho em là tất vỉ này. Tất vỉ 90k 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy máy bàn là đứng nhá, bàn là đứng, các bác cho nước vào đây cho em. Đây, tháo cái này ra này. Đấy. Các bác tháo cái nắp này ra, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Nó có cái nắp này các bác. Giật cái nắp này ra, sau đó thì cho nước vào đây cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Bàn là đứng nhá. Đó. Đây nó sẽ có các cái đầu của nó này, các cái đầu của nó các bác có thể lắp vào này. Đấy. Bàn là đứng như này thì giúp cho các bác là quần áo bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng giúp cho các bác là thì nó cực kỳ là an toàn luôn. Không lo bị cháy nổ quần áo các thứ nhá. Đấy, không lo bị cháy quần áo. Đây. Đó. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Giá sẽ là 370.000. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này thì các bác dùng nó tiện lắm. Đó. Nó tiện, phòng chống cháy nổ cực kỳ là an toàn, đặc biệt là cháy quần áo nhá. Cái này thì nó dùng bằng hơi nước và các bác phải cầm dùng liên tục cho nên là không lo bị cháy quần áo. Bàn là đứng, giá sẽ là 370k. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông báo chống trộm nhá. Đấy. Lên cho em là chuông báo trộm này. Con này thì nó sẽ có cái miếng dán như này và có hai cái chi tiết như này. Đấy, và các bác chỉ cần bật cho em cái chuông này lên này. Đấy. Và các bác dán cái miếng dán này vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái mũi tên đây, có mũi tên này, có on up các bác bật lên cho em này. Đấy, sau đó các bác đặt vào như này. Đấy thì khi các bác sử dụng bỏ ra là nó sẽ hú, còi nó sẽ hú lên nhá. Đấy, còi nó sẽ hú lên. Và đây thì nó sẽ sử dụng pin, nó có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng này. Đây. Đấy, các bác dán vào hai cái mép cửa cho em. Đây. Đây em mô phỏng này. Khi các bác bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Rất to luôn đó nhá. Đó. Đóng cửa vào thì không sao, bỏ ra nó sẽ hú nhá. Thì ban đêm các bác đóng cửa vào bật công tắc lên, còn ban ngày các bác không muốn nó hú nó ảnh hưởng thì các bác tắt công tắc này đi. Ban đêm các bác lại bật lên. Đó. Đây. Đấy. Các bác gắn lên cửa, lên cổng cho em, gắn lên cửa lên cổng cho em. Có người mà người ta mở cửa cái nó sẽ kêu. Đấy, có người mở cửa nó sẽ kêu nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đó. Hoặc các bác có thể gắn lên các cái phương tiện như xe máy xe miếng được. Đấy, hoặc là các cái phương tiện nào mà các bác chỉ cần nó tách ra nhau như này. Đấy. Khi mà người ta động vào xe mình mà nó tách ra được như này là nó sẽ kêu nhá. Các bác để gập cái yên vào hoặc gập cái tay lái vào, khi mà động vào mở ra cái nó hú lên luôn. Lên cho em là chuông báo trộm giá sẽ là 30.000 nhá. Đấy. 30.000 cho một cái chuông báo trộm này thôi. Các bác lên cho em là chuông báo trộm, giá của nó thì rất là hạt rẻ, chỉ có 30 cành thôi. 30 cành cho cái chuông báo trộm như này. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30.000. Đấy, 30k một chiếc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Một hộp này của nó thì combo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây thắt lưng nhá. Đây nó sẽ là cái dạng thập cẩm như này. Đấy, dây thì giống nhau thôi nhưng mà cái mặt thì nó sẽ có những cái kiểu khác nhau, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, đây con này em đã bóc ra rồi này. Mặt của nó thì mặt tráng gương rất là đẹp. Đó, mặt tráng gương đúc liền. Mặt tráng gương đúc liền rất là đẹp luôn. Đó. Và khi sử dụng thì nó là dòng con lăn thì nó rất là tiện. Đấy, bụng to bụng nhỏ chơi được hết, các bác chỉ đưa vào là sử dụng là xong. Đưa vào mình đẩy xanh này là xanh em là xong này. Chắc đét luôn. Đó. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Thắt lưng thập cẩm giá sẽ là 50.000. Chiều dài của nó thì 1m2 đến 1m3 luôn, thoải mái cho các bác sử dụng. Chất da thì siêu mềm luôn, chất da siêu mềm. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy vắt cam bằng tay nhá. Các bác lên cho em là vắt cam bằng tay, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Các bác có 1-2 quả cam các bác chỉ cần đặt lên như này cho em. Vắt xuống nó sẽ đọng hết bã và hạt thiếc ở đây. Đó, và mình mang ra mình uống thôi. Uống trực tiếp luôn, không cần phải cốc chén nó mất công. Đó, 50.000 nha, lên cho em là vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì
em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chén đồng nhá. Đây. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chén bằng đồng như này. Đấy. Lên cho em là chén đồng nhá. Cái chén đồng này là bao nhiêu? Đây, một cái chén đồng rất là đẹp như này các bác này. Đó. Một cái chén đồng rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá, chén đồng. Đó, chén rất là đẹp và giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là chén đồng nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một con chén đồng như này, 50.000 một chiếc các bác này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Con này trước em đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi nhá. 40k cho con chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là một cái ly đồng như này. Đó. Chiều cao của nó thì khoảng 5cm và miệng của nó thì khoảng 2,5cm. Đấy như này các bác này. Đó. Các bác có thể mua chén hoặc là mua ly. Đây, cái ly này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k trong cái ly như này, 30k. Đấy, 30k trong cái ly đồng như này. Thì các bác có thể mua chén thì mua và mua ly thì mua. Ly này sẽ là 30.000 nhá, ly này 30.000 bằng đồng hết nhá. Còn cái chén này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đó, các bác muốn mua loại nào thì mua nhá. Có chén có ly cho các bác luôn. Có chén có ly cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Kéo cắt ống nước, hàng của Kabushi Japan như này, cắt ống 42 trở về. Đó đây. Con này cắt được ống từ ống 42 trở về, các bác dùng để cắt ống nước nhé, rất là tiện luôn. Đó, kéo cắt ống nước. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Thì mình cắt ống nước rất là tiện. Cắt ống nước từ ống 42 trở về là ok. Các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là các bác dùng mình sử dụng ở gia đình cũng được. Đấy, giá sẽ là 110k nhá, 110k. Lên cho em là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42, giá sẽ là 110.000. 110.000 cho cái kéo ống 42 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còn một cái dây xích chó nữa này. Đấy. Em còn một cái dây xích chó nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000. 30.000 cho cái dây xích chó như này các bác nhá. Đó, xích chó xích mèo. Xích chó xích mèo, giá thanh lý 30.000 một chiếc các bác nhá. 30.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp đa năng các bác này. Đấy, đây một con dao gấp đa năng như này. Đó, đây. Dao gấp đa năng, rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Tô vít mà bia mà sâm panh các kiểu con này đều luôn nhá. Đó. Dao gấp đa năng, giá thì chỉ có 50k cho một con này thôi. Rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Dao kéo rồi nói chung là nhiều lắm. Bật bia, khui bia các bác mang đi cắm trại cái thứ rất là ok. Bằng thép rất là đẹp luôn, 50k. Rồi ok.